Thì khi mà các bạn có một cái tin story các bạn muốn chia sẻ lên trang Facebook cá nhân, tuy nhiên thì các bạn lại không muốn một cái tài khoản Facebook nào đó có thể là xem được cái tin này, thì các bạn sẽ tiến hành là đăng tin story đó và sau đó thì sẽ ẩn tin với cái tài khoản Facebook mà các bạn không muốn cho xem. Và để thực hiện được điều này thì đầu tiên các bạn sẽ mở ứng dụng Facebook trên điện thoại các bạn lên và các bạn sẽ bấm vào phần tạo tin dấu cộng ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ chọn một cái phần hình ảnh hoặc là video mà các bạn muốn chia sẻ lên tin story. Tiếp theo thì các bạn bấm vào phần cài đặt ở đây cho mình và chọn vào phần là quyền riêng tư. Ở trong phần quyền riêng tư này các bạn chỉnh ở chế độ là bạn bè. Sau đó thì các bạn sẽ có một cái mục là ẩn tin với, các bạn chọn vào đây. Và lúc này thì các bạn sẽ tìm cái tài khoản Facebook mà các bạn muốn ẩn tin story. Sau khi các bạn đã chọn xong tài khoản Facebook các bạn muốn ẩn tin thì các bạn nhấn vào phần xong. Và lúc này các bạn nhấn vào phần lưu. Sau khi các bạn đã lưu xong thì các bạn sẽ nhấn chia sẻ ở đây. Lúc này thì cái phần bảng tin của bạn đã được lưu tin story và những cái tài khoản mà các bạn đã chọn ẩn tin thì sẽ không xem được cái tin story của các bạn.